Thảo Nhi Lê. Tôi dành 2 ngày mỗi tuần cho bạn trai. Thảo Nhi Lê nói dù công việc bận gấp 3 lần sau khi trở thành á hậu, cô vẫn cố gắng dành ít nhất 2 ngày mỗi tuần hẹn hò doanh nhân Bảo Long. Cũng có ngày tôi áp lực vì bản thân có quá nhiều thứ phải cân bằng, từ công việc, bạn bè đến chuyện tình cảm. Nhưng anh Long cũng là người rất bận rộn nên cả hai dễ thông cảm cho nhau. Đều đặn mỗi tuần, chúng tôi thường dành thời gian cho nhau vào buổi tối, cùng đi ăn, trò chuyện. Vừa qua, anh Long cùng tôi dự New York Fashion Week. Một tháng cùng nhau đi Mỹ được xem là thời gian tôi bù đắp cho anh. Anh luôn quan tâm, an ủi, hỗ trợ mỗi lúc tôi áp lực, căng thẳng. Việc được anh ủng hộ trong công việc là sự động viên rất lớn đối với tôi. Cô nói chiều ngày 29 tháng 9, Thảo Nhi, Bảo Long hẹn hò đầu năm 2020. Bạn trai á hậu sinh năm 1985, hơn cô 9 tuổi, kinh doanh nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Họ gặp nhau lần đầu khi Thảo Nhi vừa chia tay bạn trai của Huy Trần được 2 tháng. Á hậu cho biết thời điểm ấy có khá nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cô chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới. Đến khi gặp Bảo Long, cô rung động đúng nghĩa yêu từ cái nhìn đầu tiên. Bảo Long trong mắt cô là chàng trai tài năng, chịu khó, tự tin, bản lĩnh, khiến cô cảm thấy tôn trọng và muốn gắn bó lâu dài. Anh chững chạc, tính cách thú vị, thông minh, chúng tôi đều mê kinh doanh, luôn nhiệt huyết trong công việc nên truyền được cảm hứng tích cực cho nhau. Tôi là người giàu năng lượng, cuộc sống lúc nào cũng sôi động, còn anh ấy có phần nhẹ nhàng, trầm tính. Nhờ đó, anh giúp tôi cân bằng hơn. Anh luôn mang lại cho tôi cảm giác an toàn, bình yên khi ở cạnh. Những lời khuyên của anh giúp tôi trưởng thành hơn trong suy nghĩ, công việc của mình. Cô tâm sự, quen bạn trai gần 3 năm nhưng Thảo Nhi chưa sẵn sàng cưới vì muốn tập trung cho sự nghiệp. Tôi chưa dám nói nhiều về chuyện tình cảm của mình. Thôi thì go with the flow, đến đâu thì đến. Tôi muốn có con nhưng chưa sẵn sàng trở thành người phụ nữ của gia đình. Trong ít nhất 2 năm nhiệm kỳ, tôi sẽ không kết hôn, Thảo Nhi nói. Gần đây, Thảo Nhi gây chú ý khi đảm nhận vị trí đại sứ cho mạng lưới ung thư vú Việt Nam Breast Cancer Network Việt Nam, gọi tắt là BCNV. Cô mời những người bạn thân thiết như Giang ơi, Dino Vũ, Kiki Hương Giang, Ngô Bảo Ngọc, Đỗ Nhật Hà thực hiện một bộ ảnh quảng bá cho dự án, cùng kêu gọi phái nữ hãy yêu thương và trân trọng vòng một của mình như cách mà họ đối xử với một người bạn thân. Dự kiến, tháng 10, Thảo Nhi sẽ có những hoạt động đồng hành cùng mạng lưới ung thư vú Việt Nam. Cô cho ra mắt t-shirt Red Friend, trích toàn bộ lợi nhuận cho BCNV. Bên cạnh đó, á hậu 28 tuổi mong muốn phát triển thêm các thư viện tóc để giúp các bệnh nhân tìm lại sự tự tin cho mình. Người đẹp hy vọng sẽ dùng sự am hiểu về thời trang để áp dụng vào việc tạo ra áo lót cho người mắc bệnh ung thư vú, giúp họ tự tin hơn. Thảo Nhi Lê sinh năm 1994 tại Đức, hiện sống ở thành phố Hồ Chí Minh, là một fashionista có tiếng với hơn 634.000 người theo dõi trên Instagram. Cô cao 1,68m, số đo 3 vòng 83-60-92 cm. Cô từng 2 lần được trang TC Kangler xếp vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Cô giành ngôi vị Á hậu một Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 hồi tháng 6.